Từ hồi nhỏ tới lớn là tự lập. Tự lập là cứ mình tự phục vụ cho cuộc sống của mình luôn. Đáng nhiều. Khá nhiều Khá đó nhiều cũng được. Luôn cho dây luôn. Trời ơi, cái bóp của Thái Lan luôn nha mọi người, cô bác, anh chị. Rồi bây giờ tự nhiên cho em mượn vậy là tính tháng nhiêu rồi, có ghi giấy nợ gì không? Đâu có vụ này. Có cưng cũng như là cái cuộc sống của Viết hôm nay là như Viết khỏe. Út cũng mừng lắm mà tại vì không đẹp như Út không có muốn nói. Nhưng thôi nhân lại chỉ đau đớn lòng. Chỉ đời mấy ai vui đưa câu chung tình. Mấy ai hiểu cho mình. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Ở không gian nơi đây thì chắc cô bác quý anh chị cũng khá là quen thuộc. Ở đây là nơi sinh sống của anh Cường. Trước đây người ta thường gọi với một cái biệt danh là người đàn ông hung dữ. Sau một thời gian á, thì được Đạt hỗ trợ chăm sóc thì anh lại trở về cuộc sống bình thường như xưa. Đó là một phép màu. Và hiện nay cuộc sống của anh cũng đã đổi khác rất là nhiều rồi cô bác quý anh chị. Cũng có khá là nhiều cô bác quý anh chị yêu cầu Bùi Hồ là quay lại hoàn cảnh của Út Nhất, cập nhật tình hình hiện tại của Út Nhất cũng như là hoàn cảnh của ông Cường cho cô bác quý anh chị xem. Thì thông tin là cũng thời gian qua cũng khá là cập gặp để chạy đi vòng vòng ở khu vực miền Tây để hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn tiếp theo. Hôm nay có dịp trở về đây thì Bùi Hồ quay trở lại thăm anh Cường ở thời điểm hiện tại cũng như là cho cô bác quý anh chị biết về tình hình của Út Nhất như thế nào. Và trước khi gặp Út Nhất thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng vào trong để mà gặp anh Cường ha. Một người đàn ông được cho là hung dữ bây giờ lại trở nên hiền lành sau một thời gian điều trị. Hôm nay thì cũng khá là nhiều cô bác quý anh chị nói Bùi Hồ khá là đen nên đội nón lá, mai mốt mình đội nón lá thì cô bác quý anh chị có chịu không? Út Nhất chịu không? Út Nhất chịu, đội nón lá thì cho nó bớt nắng. À, nhưng mà đen đen thiệt không? Đen à, rồi Út Nhất đứng đó đi nha. Và đây là cây cầu này được bắc lên khi mà thủy triều nó dâng lên. Thủy triều ở đây không phải là thủy triều từ cái việc mà dâng lên hạ xuống của dòng nước của cái một cái con sông gì nó chảy vô, mà đây là nước mưa nó tù ở cô bác anh chị, nước mưa nó tù rất là nhiều luôn. Và vì nước tù như vậy á, thì thời gian qua Bùi Hồ có theo dõi là tình hình anh Cường cũng có nuôi dạch rồi những có cũng có những cái hoạt động giải trí như là coi tivi. Bây giờ mà cô bác anh chị cùng vô đây ha. Rồi, cây cầu này đi cũng khá là êm luôn cô bác anh chị. Chào anh Cường đẹp trai. Chắc chắc có lẽ là tí xíu gặp Út Nhất sau hay gặp anh Cường trước ha. Rồi, rồi chút xíu bắt đi anh. Rồi rồi bấm quay chưa? Chào anh Cường đẹp trai. Anh chắc không có biết em đâu. Em là Hồ Đen trai. Nó bị anh mắc đài hả anh Cường? Ừ, gì à, từ từ đi em sửa cho. Em là thưa thợ sửa tivi nè. Bây giờ như thế này, bây giờ gặp anh đẹp trai quá. Ở sớm mình có nói ai nói là anh Cường đẹp trai không? Hả? Nhiều thì cũng có vậy. Rồi mình có thấy mình đẹp trai không? Không, mình thấy cũng tầm thường. Tầm thường hả? Em thấy anh đẹp trai cũng chết. Súng mũi cao lực lưỡng gồng lên đây, gồng lên đây. Ồ đẹp trai. Trời ơi trời, ngày ăn mấy chén cơm? Ngày hai ba chén, Hai ba hai chén cơm. Rồi bây giờ anh ở ngoài này là có tivi, có máy nghe nhạc, hát karaoke đồ đá luôn anh cơ. chén. Có lên mạng không? Hả? Có biết lên mạng đâu không? Không biết đâu. Dạ hả? Bây giờ nè, em là ở, từ ở bên Tân Bình, bển qua biết Tân Bình không? Biết. Ừ, qua thăm anh nè. Bây giờ cuộc sống của mình giờ hiện nay vui không, nói em nghe. Cuộc sống thì cũng vui, thì lúc vui lúc buồn thì cũng có gì. Hiện nay mình làm gì ra tiền, nói em nghe. Giờ mình không có làm ra tiền, mình bệnh không có làm được cái chuyện ra tiền. Có mình hết bệnh mình cũng phải tìm cách làm Làm gì? có tiền cuộc sống của mình. Mưu sinh đúng không? Mà bây giờ em thấy anh là nuôi vịt, chăn nuôi, mở trang trại vịt nè đúng không? Mở được 1.000 con không? Mở được đâu, không tới Không tới đâu, chỉ còn 99 con hả? còn có con một mắt con hả? Mất con nữa hả?
Mắc dịch vậy? Đâu có tại nói cháu gì. Cỡ này ngày bán được, cỡ này một ngày ăn được bao nhiêu chén cơm? Ngày 2 chén, 3 chén. Ừ. Sáng có đi uống cà phê không? Có. Dạ hả? Rồi sống ở ngoài này thấy vui không? Sống ngoài này thì thấy cũng mình nó yên tĩnh thì cũng vui, mà mình đi ra thì thấy nó mệt mỏi. Sao mà hết? Mình... tiếp xúc chỗ đông người á anh cơ. Tiếp xúc chỗ đông người mình nghe cái gì nó bức. Bây giờ anh là chỉ phái ở ngoài này thôi đúng không? Như là mình ở ngoài này là như là kiểu như là rồi luôn. Nhưng không có chỗ lợi, chỗ đâu ít, chỗ đâu không có nhiều khi mình kêu kêu em thì nó kêu đi là đó thì mình đi là đó chứ. Ừ. Lúc trước á, lúc trước là anh có đi làm ở Sài Gòn nữa hả? Lúc trước làm ở ngoài này ghê cũng làm hồ. Ừ. Làm dương đồ này kia. Ừ. Rồi bao lâu mới về? Làm cũng cả năm năm mấy gì. Dạ yeah. Rồi làm không có dư hay sao mình đi về nè? Như vợ có lua á. Ừ. Nhưng thấy gì về. Về, về mới lộn lão rồi mới về cất nhà về bên đây. Thôi chuyện vợ con mình bỏ qua bên này. Ừ. Bây giờ mình thấy cái cuộc sống ở đây là em thấy im quá. Có nhà vệ sinh, toilet, đồ hiện đại, rồi nhà lót gạch nữa. Ừ. Mà sống ở trong môi trường yên tĩnh, như chăn nuôi thấy nhiều người cũng thích cuộc sống vậy, mà anh thấy mình hạnh phúc chưa? Ừ, thấy cũng hạnh phúc rồi, vậy là hạnh phúc. Vậy là quá vui. Bây giờ còn dư tiền nhiều không? Dư cũng chục đỉnh. Quá nhiều? Cũng 4 triệu. Chắc 4 triệu rồi. Giờ khổ quá. Khổ vậy, ai khổ chứ. Lần này cũng không có nghĩ mấy chuyện. Không, em mượn anh để em làm vốn, em làm ăn thôi. Mai mốt em trả lại. Cái đó thì được. Mượn triệu lấy 1 triệu hay là lấy 1 triệu mốt? Nó được thì kỳ, còn nó không được. Mà nhưng mà chú mượn không thì nói. Ừ. Cho không? Cho, cũng cho gì. Ừ. Mình sáng đi lên tỉnh, cũng thấy nhỏ đó nó lợn, nó xin ấm con, nó lợn, nó xin tiền. Ừ. Hay gì không có 3-4 ngàn gì hay gì đưa nó 10 ngàn. Trời ơi! Cho 10 ngàn. Sáng trời. Vậy chứ không, mình cho mình, nó không như mình giúp người ta như nữa. Sáng ai? Thì mình cũng lớn, rồi nữa người ta cũng giúp lại cho mình. Ừ. Mình đã giúp, người khác cũng giúp lại cho mình. Ừ. Có bao giờ mình nghĩ rằng là sau này mình chăn nuôi vịt đồ mình giàu lên mình sẽ đi làm từ thiện không? Thì cái đó là mong muốn lần này từ lâu rồi. Lần này cũng là mong tấm vé số mình từ thiện cho người ta. Ờ. Là cái đó là tốt nhất. Ừ. Như là như mình không giúp người ta được cái gì thì mình có mình giúp cho tiền bạc, mình giúp cho ít nhiều gì, cái đó là cái cuộc sống của người ta là cô sinh gì. Ừ. Mà em không hiểu á là mình đi làm từ thiện chi ta, mình nuôi mình tự sống mình cho người ta cái gì? Cái đó là tại vì người ta cũng là nhiều khi mình không có biết cái cuộc sống của người ta. Ừ. Như mình thấy người ta nói là có chân có tay tại sao không làm. Ừ. Rồi lần này nghĩ là không phải. Ừ. Nhiều cái cuộc sống gia đình của người ta nhiều khi vợ hay là cái gì chồng hoặc là cái gì. Ừ. Bị này nghĩ như là cuộc sống của người ta là như vậy. Ừ. Bởi vì người ta mới là nghĩ là đi sinh là chồng uống rượu nó làm này kia rồi. Ừ. Có nghĩa là anh Cường nghĩ là người ta có tay có chân người ta đi sinh là đôi khi hoàn cảnh gia đình của đúng người ta rồi. Chồng người ta làm người ta khổ người ta mới ôm con người ta đi sinh. Người ta không lao động được chứ không phải là người ta ở không đó người ta có chân có tay người ta đi sinh. Đúng rồi. Mình thấy vậy mình thương mình có 4 ngàn luôn mình cho 10 ngàn luôn. Đúng rồi. Tại vì cuộc sống người ta mình nghĩ mình không người khác không cho thì như dồn lại như mình cho 10 ngàn ta cho 1 ngàn 2 ngàn. Ừ. Thì nhiều khi mình chừng nữa mình có gì sau này người ta cũng giúp lại cho mình lại. Mình có mong là người cho đó người ta báo đáp mình không? Cũng như là cái, mình không mong người đó mà cũng người khác cũng người khác người ta sẽ giúp đỡ mình nhiều hơn đúng không? Mình còn người khác nữa. Ừ. Cuộc sống mà như mình nói cái người đó
nghĩ sao mà tại sao nghĩ cho tiền người đó gì mà lần này cũng không nghĩ là mình lấy lợi hay là không lấy. Nói gì? Anh Cường, hình như là em thấy anh là giống như bị nắm á, đúng không? Bị nắm da đúng không? Bị cũng như là nó bị cái này bị cái gì? Anh có sức thường không? Bị gì mình không biết. Bị nắm da, bị nắm da em biết rồi, cái này là bị nắm da anh có. Trên đầu thì hết rồi đó, như là, còn với hàm râu. Nó lột rồi cái nó sần sừ không biết cái này là gì. Ôi rồi ở đây rồi anh Cường ăn uống sao ta? Nấu ăn sao? Uống ấy mì thì nấu nó nóng. Ừ. Còn cơm? Cơm thì đi ra ngoài ăn. Ăn với lại Út Nhất ha. Ừ. Tám Nhất. Em thấy ngôi nhà anh nó đẹp quá, hồi đó là mình cắt mình tốn nhiều tiền không anh Cường? Hồi đó thì mình mua cây xăng rồi đó. Ừ. Mình cắt là nhà này nè, ngôi nhà này nè. Ngôi nhà này mình không biết. Vậy hả, người ta cho mình, người ta giúp mình đúng không? Ừ. Là em hỏi thiệt nha, cái này là hỏi thiệt nè. Là có bao giờ mình nghĩ thời gian sau này mình chăn nuôi mình khá lên cái mình lấy vợ không? Thì nhiều khi mình không gặp người này mình cũng gặp người khác. Ừ. Chứ không phải là nói một mình riêng một mình. Ừ. Duyên nợ đến đâu đánh ha. Ừ, đúng rồi, cũng như mình nhờ nó không gặp cho mình thì mình cũng gặp nó. Nhưng mà mình ước một người vợ có cái ngoại hình như thế nào? Ngoại hình là mình nghĩ là thì cũng như là mình không phải mình nói là mình đạo tu gì. Ừ. Tại vì đó là mình suy nghĩ là như gì. Ừ. Nếu như là nó làm cái gì, ngày gì mình không cần biết. Nhưng mà mình biết cái lương tâm của mình sống tốt là được. Ừ. Có nghĩa là anh bây giờ là chỉ cần một người sống, người phụ nữ sống tốt hiền hòa với anh là được rồi. Ừ. Đúng không? Ừ. Khoảng nhiêu tuổi? Mai mốt chọn vợ luôn chứ. Nhiêu tuổi nói đi. Chừng trong ngang tuổi mình. Anh năm nay nhiêu em quên à? Năm nay 48. Khoảng 40 được không? Xém cũng được. Xém. Tóc dài hay tóc ngắn? Tóc dài hay tóc ngắn? Tóc ngắn. Mà anh thích tóc gì? Tóc dài hay tóc ngắn? Tóc ngắn. Tóc ngắn đi ha. Ừ. Chó đẹp ha. Ừ. Rồi về đây là hai vợ chồng ở đây cùng nhau nuôi vịt, trồng cây, nuôi cá rồi đúng không? Ờ đúng rồi. Có gì mình ăn đó. Ngày cơm ngày hai cử thôi. Ừ. Cái ngôi nhà này cắt lâu chưa anh Cường? Ở nhà này hả? Ừ. Cái nhà này mới đây. Mới đây thôi. Là người ta cắt cho mình cái mình cũng không biết luôn. Ừ. Mình bây giờ hiện nay có ước muốn gì không, nói coi em nghe nữa. Không biết cái đó là mình chưa có hiểu là mình có mong muốn gì không á? Không. Không hả? Ừ. Sao vậy? Tại mình là người không ít thích tiếp xúc với người ngoài lắm. Ừ. Không có. Em ví dụ ha, mai mốt mà có một người nào đó muốn làm quen anh, người ta đòi đi vô đây để gặp anh để mà hai người tìm hiểu với nhau thì anh có chịu không? Để ăn trứng nào không? Chưa hả? Ừ. Nuôi được mấy con? Nuôi được còn 7 con với 3 con, chục con. Ừ. Ở đây mình tắm rửa sao anh Cường? Thì như mình tắm mình được. Đâu vô chỉ em coi nhà vệ sinh của anh ra. À, nước ở đây đúng không? Ừ. Là nhà vệ sinh bên đó đúng không? Đúng rồi. Ờ, hồi đó cái nhà vệ sinh này nó không có dội vô hả anh Cường? Ừ. Có nghĩa là không có xả nước vô hả? À, phải có gắn cái chế độ xả cũng được ha. Đồ anh tự giặt luôn hả anh Cường? Đồ tự giặt luôn. Tự giặt đây luôn? Ừ. Hay ha. Ừ. Ôi vừa làm đàn ông vừa làm đàn bà luôn. Thì cái đó là dĩ nhiên hồi đó giờ là sống cảnh mù quáng. Không, cuộc sống vậy là tự lập. Tự đúng lập. Rồi, đúng rồi, hồi đó giờ là tự lập đúng rồi. Ừ. Chứ gì mà mù quáng. Hồi đó là mình tự lập, từ hồi nhỏ đến lớn là tự lập. Tự lập là cứ mình tự phục vụ cho cuộc sống của mình luôn. Rồi tối ngủ đây có tạt không? Nhiều khi có gió thì nó tạt vô. Tạt hơi. Tạt nước hả? Nó tạt lỗ kẽ, mấy lỗ kẽ này nè. Ừ. Cái đó lúc đó mình chỉ làm cho nó che mát thôi. Để nữa sau này làm cái miếng ập lên đó cho nó đừng tạt nữa. Thôi, cắt nhà tường chịu không?
mai mốt dịch đẻ rồi gom trứng vịt bán rớt nhà tường. Hả? Đó là không được. Sao vậy? Không được. Sao không được trời? Trứng vịt là bây giờ bao nhiêu tiền một trứng? Trứng giờ không biết chứ không có biết gì. 2-3 ngàn trứng. Anh vịt đẻ 10 con được 10 trứng được 20 ngàn. Để dành dành mua từ viên gạch vô cách nhà tường. Cho Sơn Nguyên sớm này ta sợ luôn. Hả? Rồi chắc vậy quá. Sáng nay anh ăn gì hả? Sáng nay chưa ăn. Chưa ăn hả? Anh chưa ăn để sáng thôi. Nữa. Ừ, thôi. Ăn bữa để thôi nó ăn dòng bã nó không. Nó không tiêu. Sáng anh uống cà phê ở đâu? Sáng uống Minh Dương, trên Minh Dương. Đi với ai? Thái. Thái hả? Ừ. Ghé kêu ăn sữa Thường Thịnh đó. Nó trừ xuống. Ai trả tiền? Ừ. Uống cà phê ai trả tiền? Lần này trả. Đâu còn tiền đâu, nãy nói cho em mừng rồi. Ừ. Còn đâu lấy lấy ai? Lấy ai? Lấy ai? Lấy ai cho Quỳ Hồ mượn đi thôi. Có gì đâu. Thật ra em Út nó cũng khổ lắm anh Cường, hiểu không? Ồ, có bóp mới luôn trời. Cái bóp này nhiêu tiền em mua cho? Đạt. Dạ. À, điếm ơi. điếm lấy ra điếm đi, lấy hết ra điếm đi. 1 2 3 4 5 5 6 5 là nhiêu? 5 6 là tiền giữ ta. Là 5 triệu 6 hả? Ừ, 5 triệu 6. Này là bán trứng vịt đó ha. Ừ. Bán trứng. Phải bán trứng vịt được không? Đúng không? Bây giờ cho mượn nhiêu nè, tự lấy tự đưa cho mượn đi. Em Út nó thiếu quá. Nhiều cũng được. Ừ, cho mượn. Tính lãi không giờ? Có tính lãi không? Tính tháng 300 nữa. Cái gì? Vậy? Cho mượn nhiêu? Cho mượn 1 triệu đi. 2 triệu đi. 2 triệu cũng được. 2 triệu tháng nhiều, tháng nhiều. Tháng chiều quá rồi. Tháng nhiều. Tháng nhiều, tháng nhiều cũng được. Trời ơi, cái bóp của Thái Lan luôn nha mọi người, cô bác của anh chị. Rồi bây giờ tự nhiên cho em mượn vậy là tính tháng nhiều rồi, có ghi giấy nợ gì không? Đâu có vụ này. Rồi bây giờ cái này bao lâu trả? Đang biết, đừng đem qua. Không, mọi người đó là muốn trả hay không thì không cần. Sao vậy? Đừng nghĩ em như bà kia là có tay có chân, cũng cái này nên hành nữ là đi qua đi. Mượn tiền nào trả không trả thôi nha, cũng có hoàn cảnh riêng nha. Đúng rồi, thì nó vậy đi. cái vậy? Là nghĩ em giống như cái bà kia. Không phải hả? Theo cái cuộc sống của... Cũng nói chung là em Út nó đôi khi nó cũng thiếu thốn, thành thử là nó mới qua nó mượn tiền của mình chứ. Ủa? Thật ra là lương lãi 1 triệu tháng 300 thấy cao quá à. Bớt đi. Bớt đi. Bớt gì sao được bớt. 2 triệu lần tháng 600, trời ơi, tháng hết mắc hết tờ này rồi. Cho lãi vậy là hơi cao nha. Trời ơi, có chiếc nhẫn luôn. Bởi vì dạ này, nhẫn này giống nhẫn cưới quá. Ừ, nhiều đó vậy. Như em nói chuyện với anh vui không? Cũng vui. Vui. Nhiều khi ngầu đó, mình ngầu đứng lên thì mình không thấy đường. À, chóng mặt, đúng không? Đúng. Có vô nước biển, vài bữa vô nước biển. Một lần có đứt cái tay, có vô... Anh Tường, em bị tụt canxi. Bị xây sẩm mặt mày, thiếu nước biển á. Thiếu canxi đó, mơ mốt uống canxi với lại nước biển uống vô. Vậy mình đừng có ngầu lâu quá nha. Bởi vì uống... Bây giờ vậy em lấy tiền này em đưa cho anh vô nước biển, em thiếu anh hiểu không? Uống mấy bịch nét được hả? Đó thì được. Nhà mình là mình tự lao hết luôn hả anh Cường? Mình ngoài nuôi vịt ra rồi trồng cây ra mình có làm gì nữa không? Không hả? Hổng ngày có thường đi đâu chơi không? Có lên quán rồi cho mấy vịt ăn vòng ở đây không? Vậy là bữa nay lên quán đông người ở trảnh luôn rồi ha. Bởi vì sáng anh nói lên chỗ đông anh không thích đó. Thì mai mốt mình mở quán cà phê chòi đây nè, quán cà phê trên mặt nước đây nè, được chịu không? Mình phục vụ ly 5 ngàn, mình kiếm tiền lời vừa uống cà phê vừa coi vịt.
mình tự pha cà phê ở đây, mình uống ai vô thì mình bán. Thấy hay á, đúng không? Bây giờ người ta lại thích cuộc sống bình yên. Đúng không? Cái em bây giờ em không thích cái cuộc sống nó nhộn nhịp quá, nó xô bồ, thích cuộc sống nó bình yên. Hòa đồng. Hòa đồng vui vui là được rồi. Nãy giờ buồn ghê anh Cường. Em á. À sao? Nãy giờ lại nhà anh mà anh không mời em ly nét cà phê nữa. Nãy giờ cũng tiếp xúc 2 triệu à. Vậy. Nãy giờ cũng tiếp xúc vậy rồi còn rồi. Tiếp xúc vậy rồi. Cho, này là này là 2 triệu này là cho mượn hay là cho luôn, nói đi. Cho mượn. Cho mượn là cái này cho mượn chứ nó phải cho luôn, còn nét cà phê là anh cho luôn chứ. Thì sao không? Ý Bùi Hồ nói là khách tới nhà không trà cũng rượu á, giờ mình có trà mình để trà. Không em không em mặn con vịt đi. Ở đó mình phải nó không muốn. Mặn con vịt đi. Mặn con vịt thì nướng được. Nói vậy chứ con vịt là để cho anh thu nhập, để mai mốt anh bán trứng vịt anh cắt nhà tường. Chứ ai đâu nỡ mần thịt nó, đúng không? Nuôi vịt nó cũng vui mà. Còn mượn 2 triệu bây giờ 2 triệu này cầm nãy giờ em gung tay quá. Tại vì 2 triệu một tháng tới 600 thằng mắc. Tiền đâu trả, nhỏ có làm gì tiền gì đâu trả. Bình thường rảnh bây giờ có đi nhà thờ không? Đi. Đi hả? Mình cũng không đi cũng đâu được. Gần ở đây. Gần ở đây. Bỏ quần dài là thường đi không? Tắt rồi. Chắc phi rồi ha. Là thường đi không? Chưa hầu lúc đó chưa hầu bệnh bây giờ là không có đồ. Chừng nào Út Dứt có đi á, kêu Út Dứt rủ đi luôn. Có quần dài rồi. Nè chả nè nó chơi á. Em thì cũng có được 1-2 tờ này rồi. Em cũng đủ làm vốn rồi. Còn anh thì bây giờ anh để dành tiền mua vịt nuôi rồi mở quán cà phê đồ. Rồi cưới vợ đồ đi anh ơi. Chứ bây giờ nào cưới vợ nhớ mời em. Chịu không? Giữ lại nha, trả rồi đó nha. Cảm ơn lại luôn. Cảm ơn lại là sao? Là cũng như là mình nói chung là mình không có nghĩ gì đồng tiền mà đều nghĩ gì tình anh em. Đúng không? Đừng nghĩ về đồng tiền nó mệt mỏi cái đầu lắm. Nghĩ về anh em là được rồi. Cái tai tự nhiên nó gì đó. Chứ sao một lần nó đứt kêu rằng không còn. À cái có nghĩa là cái gân của tay của anh à. Hai gân này đứt rồi. Còn mấy cái này là nó đứt tùm lum hết. Mà sao đứt hồi đó làm sao đứt? Bệnh thì cũng tiếp như anh em bị cái chuyện đó. Rồi ngược nó thường thái nó mới quýnh nó. Quýnh nó đâu đây nè. À rồi rồi em hiểu nó rồi. Nó té xuống rồi nó mới chụp cái chai, chai nước ngọt đó. Đập từ bên đỡ. Lần này bay vô đỡ. Ngày xưa anh là anh Cường có học võ thiếu lâm. Phải đi cái câu chuyện xưa bây giờ mình kể về cái câu chuyện bây giờ vui hơn. Kể chuyện xưa buồn quá. Em là em thích là cuộc sống hiện tại với lại phía trước. Còn câu chuyện ngày xưa là câu chuyện qua rồi mình nhắc đến chi. Câu đúng chuyện buồn không đúng không? Cái đó là mấy chuyện đó là cho mấy chuyện đó là qua được. Mấy chuyện đó không có quan tâm mấy chuyện đó. Bây giờ là anh Cường đẹp trai nè, đưa lên rồi gồng lên đi để kiếm vợ. Bên kia nó. Anh nhiêu ký anh Cường? Năm mấy à? Năm mấy? Ba năm. Cao mét mấy? Mét 50 năm ở 50. Không, cao mét 6 mấy cho anh đứng lên này, anh đứng lên này, anh cao mét không? Mét 6 mấy. Anh mà cao mét 65. Em mét 67. Anh mét 65. Nên thằng nữ là hai anh em mình em cao hơn anh tí mà anh đẹp trai hơn em. Em đen hơn anh. Đẹp trai anh chị cho nó. Đẹp trai cứ vợ. Rồi bây giờ em nói là em tìm vợ cho anh nữa, chịu không? Cái đó em bây giờ em nói lên em tìm vợ cho anh nè. Để cuộc sống của mình cho nó anh Cường bây giờ cần người tâm sự đúng không? Cần người nấu cơm, cần người phụ lau nhà quét nhà thôi đúng không? Rồi sống cuộc sống bình thường. Đúng rồi. Anh Cường cao 1m65, nặng 58kg đúng không? Hiện nay cô đơn độc thân, cần tìm người nói chuyện với nhau thôi đúng không? Đúng rồi. Nói vậy đúng không? Đúng.
Đúng đúng luôn, cái nhà câu hát của anh chị. Ở đây là không phải là Bùi Hồ ấy, nhưng mà nói chuyện với anh, nói chuyện với em vui không? Vui. Vui sao nói em nghe. Vui là cũng như nghe cái tiếng mình nói, nghe sát bên này mình nói nghe là được, còn chỗ ở mì người này nói rồi tới người kia nói như là ở quán nói mì như bàn này mình nói bàn kia nói nó, còn mình ngồi đây nói chuyện thư giãn rồi đó. Mai mốt á, dụ anh lên quán lớn bức rứt nghe ồn ào khó chịu, anh đừng có đi lên quán lớn đó nữa nha, uống mày quán chú ba thôi. Nói chuyện với em là cảm thấy dễ chịu không hay là cảm thấy khó chịu? Nghe cái cũng khó chịu mà nhầm cái cũng nghe khó chịu hả? Nhầm em nói nhưng mà em nói chuyện vui không? Vui. Thích nói chuyện với em không? Thì không thích. Gì sao vậy? Nói gì tại mình nói gì tùy theo cuộc người gì người khác đâu phải mà nó giống hết tròn vẹn của mình đâu. Buồn quá anh Cường ơi, tự nhiên nói không thích nói chuyện với em, nói chuyện với em vui mà không thích nói chuyện với em. Nói vậy cho em bên kia qua đây là thăm anh, hôm nay thấy anh có nuôi vịt đồ nè, rồi cái cuộc sống nhà mới nè, rồi sống ở ngoài này yên tĩnh nè, rồi vui nè, rồi thành thử là bây giờ cuộc sống của mình bình thường rồi, nhớ cố gắng là mình nuôi nhiều nhiều lên tí xíu. Bán trứng gà trứng vịt gì bán mà ấy thì đem qua em mua phụ. Có được rồi. Còn tiền thì không có mượn đâu nha. Em rất là thương anh vì anh thương người, anh biết giúp đỡ những người khác nó khổ cực hơn mình. Đúng rồi, mình nói gì cho nó đúng. Cái cuộc sống của mình là không có ai mà nói mình được. Thôi cố gắng nghỉ ngơi, tối ngủ sớm. Rồi ban ngày thì cho vịt ăn, rồi làm lặt vặt này kia, đến giờ ăn cơm thì vô nhà anh Tám ăn cơm thôi. Còn bây giờ mình bye bye được không? Được. Bye bye. Chào. Chào đây nha, nhìn đây nè. Bye bye. Nói chào cô bác với anh chị ơi. Chào cô bác và anh chị. Ở trong nước, ngoài nước. Ở trong nước, ngoài nước. Đã ủng hộ cho anh Cường đẹp trai. Ủng hộ cho anh Cường đẹp trai. Hôm nay, có ngày hôm nay. Có ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Cố lên nha. Rồi, bye bye. Cắt tiền vô. Bây giờ qua đây ngồi mát quá hả? Cái giọng này là ai tự văn gì? Cường nó văn đó. Dạ hả? Út Nhất bây giờ ngày xưa Út Nhất ám ảnh với cái này không? Cái trò này không? Chứ cái này thì không phải ám ảnh nữa. Rồi bây giờ thấy em mình khỏe hả? Út Nhất thấy nó khỏe, cái Út Nhất đỡ. Cái cuộc sống của mình bây giờ hiện nay sao rồi? Cuộc sống rất giờ khỏe nhiều rồi cơ. Hôm nay cũng như giờ mình không còn lo gì thêm. Giờ cũng như nghĩ à, cứ nghĩ cũng như là giờ như mình nằm đó, ai kêu mình thì mình đi mặn chứ thôi giờ không có nghĩ như vậy nữa. Khỏe. Rồi bây giờ thì mình làm đỡ hơn ngày xưa không? Đỡ hơn nhiều cơ. Không biết làm giờ cũng dư. Dư hơn ngày xưa. Dư được nhiều nữa rồi. Cũng như nào ngay hởm gà, không biết nào ngay cũng kiếm cũng được. Hởm gà nào ngay cũng mặn bụi nhiều cơ. Với ngày nào ngay dồn dồn lại không biết cũng được 500-600. Cũng biết cũng để đó. Có gửi sổ tiết kiệm thêm không? Hả? Có gửi vô sổ tiết kiệm thêm không hay để không, ngoài như sao? Đó, như cũng biết để đó, như cái lúc mà như ấy này kia đó cơ. Cái cũng biết cũng lấy ra xài tới xài lui này kia. Rồi ông cụ đồ vẫn khỏe đúng không? Cha thì ông cũng gắn khỏe, cha giờ cũng khỏe nhiều hơn. Mẹ mình thì cũng đỡ an nghỉ rồi, cũng có nơi có chỗ rồi. Ba mình thì cũng khỏe, anh Cường cũng khỏe nữa. Cuộc sống mình bây giờ nó gần như viên mãn không nhất ha. Cưng, năm nay giờ sống cuộc sống như giờ khỏe nhiều rồi cưng, nó không có như khổ ngày xưa. Giờ năm nay biết mặn giờ thấy cũng coi dư khỏe. Thông tin với cô bác anh chị, hôm nay thì Bùi Hồ có một dịp trở về lại đây để thăm hoàn cảnh của anh Cường ổn nhất. Ngày mai này thì phải đi về lại Trà Vinh, thì chỉ thăm một tí xíu thôi. Bùi Hồ sẽ phân phối khô sặc sao của bác anh chị. Thời gian này Bùi Hồ di chuyển rất là nhiều luôn, di chuyển hình như là liên tỉnh luôn á. Mới ở Hậu Giang xong nè, tới Cà Mau, rồi sau đó là bây giờ chuyển sang Trà Vinh. Út Nhất hỏi thì không biết Bùi Hồ đi đâu mất tiêu không Nhất.
Ờ, với nó cũng như hàng em cũng như mấy cũng nhiều người gọi lắm cưng, mà sao cưng không có lúc nào không có bán đó. Ừ. Ừ, thấy gì cũng biết, thấy cũng như cưng cũng như đi làm quá không, không có thời gian cưng rảnh. Ừ. Rồi không phải là không bán, muốn bán lắm nhưng mà chưa có thời gian rảnh thôi. Ừ, chứ gần Tết sẽ phân phối lại. À, bây giờ nè, gần Tết mình gần Tết á, cái em về nghỉ ngơi đó mình sẽ phân phối lại, hoặc là khi mà em về 3-4 ngày em sẽ gửi khô lại. Còn bây giờ nè, sáng nay khỏe chưa, ăn uống gì chưa? Ờ, khỏe hơn. Ăn uống gì chưa? Rồi. À, hát tặng bài được không? Được. Hát đi. Tặng cho là cũng như là lời cảm ơn sau khi thời gian rất là lâu em mới quay trở lại Cũng Nhất đúng không? Khoảng mấy tháng, hơn tháng chung nhất. Hơn tháng rồi cưng. Nào dạ. Dưới không cả tháng mấy rồi. À. Cưng vòng vòng cưng đi này kia. Nhớ đó. Em không? Sao không nhớ, nào khi cũng lúc cũng biết cũng điện cho cưng mà nào ngay biết cưng bận rồi. Ừ. Cũng ít có điện hỏi thăm anh em nữa, với hai nữa biết cũng như đi làm đó. Tưởng đâu quên em mất tiêu chứ. Dễ gì nó cái xong nói cái tình nghĩa của cưng là Út Nhất cũng hay là mến ơn nể cưng nhiều nhất. Ừ. Tại vì cũng như có cưng cũng như là cái cuộc sống của Út Nhất hôm nay là cũng như Út Nhất khỏe. Út Nhất cũng mừng lắm mà tại vì không đẹp như Út Nhất không có muốn nói. Ừ. Rồi thôi bây giờ hát tặng. Ôi sao muốn khóc nữa? Không phải, tại vì cưng nói cái Út Nhất hơi ấy. Nói gì? Chứ tại vì cưng nói vậy Út Nhất hơi em nói cái lòng. Gì mà là Út Nhất cưng nói cũng như là có nhớ anh em không vậy đó. Ờ. Ừ, Út Nhất nói không nhớ dữ lắm mà không là tại vì Út Nhất không muốn nói. Chứ trong lòng Út Nhất cũng thương cưng nhiều lắm. Dạ hả? Ừ, tại vì cũng như có cưng mới có nên cái nhà Út Nhất ở được. Không có gì đâu, không phải có em mà là có Mạnh Thường Quân. Em chỉ là một cầu nối thôi. Út Nhất thì đủ duyên, thành thử ra là Mạnh Thường Quân chung tay với nhau để hỗ trợ. Thì thông tin với cô bác, với anh chị một lần nữa, rất là nhiều Mạnh Thường Quân đã chung tay hỗ trợ gia đình của Út Nhất. Chẳng hạn như được ngôi nhà, rồi được tủ lạnh, rồi được xe, rồi bây giờ thậm chí được tivi, rồi ông cụ có tiền ăn sáng nữa. Là cũng nhờ sự góp sức chung tay của quý Mạnh Thường Quân. Và thậm chí hiện nay thì Út Nhất cũng, hôm trước là buổi hồ với Út Nhất đi làm cái sổ tiết kiệm 70 triệu Út Nhất ha. À, dạ. Có thêm cái phần 70 triệu nữa. Út Nhất bây giờ là không phải còn Út Nhất khô. Khó khăn của ngày xưa mà bây giờ Út Nhất bây giờ trở thành là Út Nhất hiện đại, mặc đồ rất là đẹp không? Bông hoa nhìn dễ thương. Thôi bây giờ hát một bài cũng như là lời gửi gắm cảm ơn đến cô bác với anh chị Mạnh Thường Quân ha. Ừ, rồi, cái bản tình ông bướm. Ừ. Nhiều đêm khắc khỏi niềm ưu tư chợt đến cho nhớ thương đông đầy kỷ niệm xưa còn đây mà nào đổi thay bỏ lại câu hẹn thời gọi lại đây chú xót hòa thương đau từng đêm mưa giăng sâu khi nước mắt ban đầu đời chọn kiếp ly tân nhưng thôi nhắn lại chỉ đau đớn lòng chỉ đợi mấy ai vui đưa câu chung tình mấy ai hiểu cho mình tay trắng đôi tay phần nghèo giờ đây mà ngồi ôm kỷ niệm gán buồn tình đơn côi đường yêu lắm nẻo nụ hoa như tàn heo cho nhung nhưng mang theo kỷ niệm xưa đừng quên. Rồi giấc sáng này cũng như tạm thời sương sương nha. Rồi thôi cảm ơn Út Nhất rất là nhiều. Và thông tin với cô bác quý anh chị là ngày mai này thì Bùi Hồ phải trở về lại Trà Vinh để hỗ trợ cho hoàn cảnh cô bà cụ cùng với lại ba người cháu trong một cái sống cái cảnh màn trời chiếu đất. Trong dịp trở về lại quê lần này thì Bùi Hồ cũng ghé thăm anh Cường cũng như là Út Nhất để chia sẻ về cuộc sống hiện tại của anh Cường với Út Nhất cho cô bác quý anh chị. Út Nhất và anh Cường có được như ngày hôm nay là nhờ sự chung tay góp sức của quý cô bác quý anh chị, quý Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước. Cũng thay mặt cho gia đình của Út Nhất cũng như là anh Cường gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm cũng như là những tấm lòng của cô bác quý anh chị đã ủng hộ cho những hoàn cảnh có khó khăn Út Nhất nói riêng và những hoàn cảnh khó khăn khác nói chung. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau.
vì trưa nay Bùi Hồ phải sắp xếp để đi lại đồ để mà về sắp xếp đồ để ngày mai này sáng sớm có một cái cuộc hành trình dài ngay tại mảnh đất Trà Vinh. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ạ. Mấy con anh Cường? Bắt nó được không anh Cường? Đâu, đâu anh bắt nó thôi rồi. Giờ gờ gờ. Ô mập ha. Ừ. Mấy tháng rồi? Này, tôi mới đây nè. À, nhìn dễ thương ha. Mọc lông rồi đúng không? Ừ. Mọc lông non rồi. Sao không hốt nhiều nhiều á? Hả? Sao không hốt nhiều nhiều á? Ừ, nó ăn sáng bây giờ. Cho nó đi kiếm.